Xin chào tất cả các bạn, mình là Nhật Minh và hôm nay chúng ta cùng học bài 30 thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng song song nha các bạn. Hoạt động hôm nay, robot và các bạn sẽ tự làm bộ đồ chơi ghép hình từ giấy bìa. Bài 1, câu A, vẽ đường thẳng CD đi qua điểm H và song song với đường thẳng AB cho trước. Ta có thể vẽ như sau. Bước 1, vẽ đường thẳng MN đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng AB. Bước 2, vẽ đường thẳng CD đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng MN. Ta được đường thẳng CD song song với đường thẳng AB nhé các bạn. Câu B, hãy vẽ đường thẳng AB và điểm H ở ngoài đường thẳng AB theo mẫu, rồi vẽ đường thẳng CD đi qua điểm H và song song với đường thẳng AB. Ở đây, trong câu B này thì chúng ta cần hai bước lớn nha các bạn. Bước 1, chúng ta sẽ cần vẽ đường thẳng MN đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng AB nha các bạn. Thì chúng ta sẽ sử dụng Eke để vẽ cái đoạn thẳng vuông góc này nha các bạn. Theo kiến thức chúng ta đã học, mình sẽ đặt Eke sao cho một cạnh góc vuông của Eke nằm trên đường thẳng AB nha các bạn. Và đến bước 2, mình sẽ di chuyển Eke sao cho cạnh góc vuông còn lại của Eke đi qua điểm H nha các bạn. Rồi, và bước cuối cùng, mình sẽ vạch một đường thẳng đi qua H theo cạnh góc vuông của Eke còn lại nha các bạn. Như thế này, và mình được đường thẳng MN. Và đến bước 2 lớn thì vẽ đường thẳng CD đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng MN. Ta được đường thẳng CD song song với đường thẳng AB. Chúng ta sẽ đặt Eke sao cho một cạnh góc vuông của Eke nằm trên đường thẳng MN nha các bạn. Tiếp theo, di chuyển Eke sao cho cạnh góc vuông của Eke còn lại đi qua điểm H nha các bạn. Đặt vào cuối cùng thì mình sẽ vạch một đường thẳng đi qua H theo cạnh góc vuông còn lại của Eke như thế này. Và mình được đường thẳng CD. Vậy là chúng ta đã xong câu B rồi nha các bạn. Bài 2, sau đó robot cùng các bạn vẽ theo hướng dẫn để tạo ra một bộ đồ chơi ghép hình. Bước 1, vẽ hình vuông ABCD trên giấy kẻo vuông. Vẽ đường chéo AC như trong hình bước 1. Bước 2, xác định điểm MNOP lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB, BC, AC, AO, vẽ đoạn thẳng DO, ON, MN. Bước 3, vẽ đoạn thẳng PQ song song với đoạn thẳng AM, điểm Q ở trên đoạn thẳng MN. Bước 4, cắt hình vuông đó thành 6 phần theo các đoạn thẳng AC, DO, MN, ON, PQ và tô mỗi phần một màu. Lưu ý là các bạn phải tô cả hai mặt nha các bạn. Bài 3. Và bây giờ chúng mình hãy cùng nhau tạo ra các đồ vật, con vật bằng cách sử dụng bộ đồ chơi đó nhé. Ở đây thì đây là bộ đồ chơi lắp ráp. Thì ở đây các bạn sẽ tự làm bộ đồ chơi này cho mình và chơi nhé các bạn. Theo 4 bước này để làm bộ đồ chơi như ở trong sách nhé. Phần hoạt động. Trong một buổi học về hai đường thẳng song song, Việt có ý tưởng về đường thi chạy trên sân thể dục của trường và cả lớp đều cảm thấy hứng thú với thử thách cỡ lớn này. Hãy cùng chinh phục thử thách này nhé. Bài 1, trước tiên Việt cùng các bạn nhắc lại cách sử dụng Eke và thước thẳng để vẽ hai đường thẳng song song với nhau. Vẽ đường thẳng CD qua H
và song song với đường thẳng AB. Trong hình này chúng ta sẽ có hai bước lớn nha các bạn. Bước 1, vẽ đường thẳng MN đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng AB nhé các bạn. Mình sẽ đặt eke sao cho một cạnh góc vuông của eke nằm trên đường thẳng AB nhé các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ di chuyển eke sao cho cạnh góc vuông còn lại của eke đi qua điểm H nha các bạn. Và bước 3, mình sẽ vạch một đường thẳng đi qua điểm H theo cạnh góc vuông của eke và chúng ta được đường thẳng MN này. Bước 2, vẽ đường thẳng CD đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng MN thì ta được đường thẳng CD song song với đường thẳng AB. Bây giờ chúng ta cùng vẽ nha các bạn. Đầu tiên, mình sẽ đặt eke sao cho một cạnh góc vuông của eke nằm trên đường thẳng MN nha các bạn. Bước 2, mình sẽ di chuyển eke sao cho cạnh góc vuông của eke còn lại đi qua điểm H nha. Bước 3, mình sẽ vạch một đường thẳng đi qua điểm H theo cạnh góc vuông còn lại của eke và mình sẽ được đường thẳng CD nha các bạn. Rồi, vậy là mình đã xong hình A. Tiếp theo, hình B. Ở đây chúng muốn vẽ được hình B đúng thì chúng ta sẽ có hai bước lớn nha các bạn. Bước 1, vẽ đường thẳng MN đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng AB. Đầu tiên, bước 1, mình sẽ đặt eke. Đặt eke sao cho một cạnh góc vuông của eke nằm trên đường thẳng AB nha các bạn. Và bước 2, mình sẽ di chuyển eke sao cho cạnh góc vuông còn lại của eke đi qua điểm H. Và cuối cùng, mình sẽ vạch một đường thẳng đi qua điểm H theo cạnh góc vuông còn lại của eke và mình sẽ được đường thẳng MN. Rồi, và bước 2, chúng ta sẽ vẽ đường thẳng CD đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng MN thì ta được đường thẳng CD song song với đường thẳng AB. Và tiếp theo mình sẽ đặt eke nha các bạn. Đặt eke sao cho một cạnh góc vuông của eke nằm trên đường thẳng MN. Đến bước 2, mình sẽ di chuyển eke sao cho một cạnh góc vuông của eke còn lại đi qua điểm H nha các bạn. Rồi, và đến bước 3 thì mình sẽ vạch một đường thẳng đi qua điểm H theo cạnh góc vuông của eke còn lại như thế này. Và mình sẽ được đường thẳng CD nha các bạn. Vậy là chúng ta đã xong bài 1. Bài 2. Sau đó, Việt cùng các bạn vẽ đường thẳng trên giấy. Việt gọi đó là bản thiết kế đường chạy. Bản thiết kế giúp các bạn biết được những việc phải làm và những công cụ cần sử dụng khi vẽ đường chạy ở sân thể dục. Mỗi bạn hãy tự làm bản thiết kế của riêng mình nhé. Bước 1, vẽ vạch xuất phát là đoạn thẳng MN dài 2 cm, vẽ trung điểm H của đoạn thẳng MN. Bước 2, vẽ đoạn thẳng MP vuông góc với đoạn thẳng MN, MP bằng 10 cm nha các bạn. Bước 3, vẽ các đoạn thẳng HK, NQ song song với đoạn thẳng MP, HK bằng NQ và bằng 10 cm. Bước 4, nối điểm P với điểm Q, ta được vạch đích. Và bước 5, chú thích khu vực xuất phát, khu vực đích và đánh số đường chạy. Việt đã hoàn thành đường chạy dành cho hai người như trong hình 5 này, như trong hình bước 5 này nha các bạn. Bài 3. Còn bây giờ chúng mình hãy cùng di chuyển ra sân thể dục của trường và chuyển ý tưởng từ giấy ra sân mặt sân nhé. Ở đây thì bài này các bạn sẽ
lên trường và ra sân thể dục tự thực hành bài 3 này nha các bạn. Rồi, và bài học của mình đến đây là hết. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.